được chắc là gần tháng nhỉ? Tháng rồi cơ. Đó. Cảm giác từng mới gần tháng rồi. Xít tháng rồi. Này chứ. Mùa đông tóc nó không khó chịu lắm. Khó chịu là quanh quanh ở con người. Tiện thì cũng cắt đấy chứ. Người đi qua mình nhìn thấy người thì cũng quanh thôi. Cứ có người là đi thẳng mà không có người dừng lại. không có sự kiện gì quanh quanh thì cứ. Chú đi qua đây suốt rồi chứ. Thì chú trường hợp là nó có sự kiện. Không thì chú đây đi đường thì để lên trên. Mùa đông, có nghĩa là mùa này thì để nó hơi khó chịu. Mấy hôm nay còn mát đấy, mấy hôm trước ấy. Trước. Giờ tí là khó chịu ngay. Bản thân mình thì là cắt cho nó gọn thôi. Thế thôi chứ nha. Nó lầm thở, nó lầm phơ. Dạ. Ở đâu nó có thế thì chẳng có riêng gì hơn. Mùa cá xanh hơn, hay là cá trắng hơn chứ có gì. Dâu ria cả hết đi chứ. Để lại cho tí thì còn nhộn nhất lắm. Để tầm này dễ nhộn hơn.